Mái tôn Aqua xin kính chào toàn thể các anh các chị Trong thời gian vừa qua thì mới chớm vào đầu mùa hè của tiết trời miền Bắc Một số gia đình của các anh các chị hay là một số các cái nhà xưởng Có cái mái tôn mà chưa làm trần thì nó trở nên rất là nắng nóng Oi bức và khó chịu đúng không ạ Rất là khó để có thể sinh hoạt được ở bên dưới Khó có thể để làm việc được nếu như chúng ta chưa làm trần Ngày hôm nay thì bên Mai Tôn A Qua đang có mặt tại phường Đại Mỗ Quận Nam Từ Liêm Hà Nội để tiến hành thi công lắp ghép một cái trần bằng tấm banen Cách âm cách nhiệt trần chống nóng cho Mai Tôn cho khách hàng anh chị nhé Em xin làm cái video để review về các cái loại trần chống nóng cho Mai để quý anh chị có thể đưa ra một cái lựa chọn cho cái sản phẩm của nhà mình nhé là nên lựa chọn cái loại trần nào nhé trên là cái loại trần panel có độ dày là 5 phân nó khá là thẩm mỹ anh chị ạ cách âm cách nhiệt rất là tốt lên hình là rất đẹp đúng không anh chị phải kể đến cái tiếp theo sau cái trần panel đấy là cái trần bằng trần thạch cao trần thạch cao thì có trần nổi và trần chìm các bác nhé, trần nổi và trần chìm, kế tiếp đến là trần nhựa, trong cái trần nhựa thì nó cũng có khá là nhiều các cái loại trần nhựa khác nhau anh chị nhé, thì anh chị tìm hiểu thêm, rồi kế tiếp nữa là cái trần trần gỗ, trong trần gỗ thì nó có cái trần gỗ ép công nghiệp và trần gỗ nguyên khối. Tuy nhiên thì cái trần gỗ nguyên khối thì cái chi phí lắp ghép của nó Giá thành của nó nó khá là cao anh chị ạ Rồi một cái loại trần nữa đấy là cái trần bằng tôn PU Tuy nhiên thì cái trần trần tôn PU thì không được ứng dụng và không được nhiều khách hàng lựa chọn Thì trên là một số các cái loại trần mà bên mái tôn Aqua xin review Quý anh chị nào mà có cái loại trần nào hay hơn, được sử dụng nhiều thì xin hãy bình luận ở nút bình luận ở bên dưới nhé. Để chúng ta cùng nhau học tập và khách hàng có thêm cái kênh thông tin để khách hàng lựa chọn thêm. Quý anh chị nào mà có nhu cầu cần làm cái trần chống nóng cho mái tôn bằng cái tấm panel như trên thì xin liên hệ inbox về cho mái tôn Aqua nhé số điện thoại thì em xin để ở link mô tả ở bên dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video lần sau cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác.